Nền tảng thị trường chứng khoán. Ai đã tạo ra thị trường chứng khoán? Ai đã phát minh ra thị trường chứng khoán? Giao dịch chứng khoán hiện đại đầu tiên được tạo ra ở Amsterdam khi công ty Đông Ấn Hà Lan là công ty giao dịch công khai đầu tiên. Để tăng vốn, công ty quyết định bán cổ phiếu và trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các nhà đầu tư. Sau đó vào năm 1611, sàn giao dịch chứng khoán Amsterdam được thành lập. Stock Market Foundation. Who created the stock market? Who invented the stock market? The first modern stock trading was created in Amsterdam when the Dutch East India Company was the first publicly traded company. To raise capital, the company decided to sell stock and pay dividends of the shares to investors. Then in 1611, the Amsterdam Stock Exchange was created. Kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán. Có một số điều mà mọi nhà đầu tư nên biết trước khi tham gia vào thị trường chứng khoán. Khi bạn nắm vững những nguyên tắc cơ bản này, bạn có thể đưa ra những quyết định đầu tư khôn ngoan hơn. Về cổ phiếu là gì? Cổ phiếu là một loại chứng khoán cung cấp cho các nhà đầu tư, còn được gọi là chủ sở hữu hoặc là người sở hữu của cổ phiếu. Một phần sở hữu trong một công ty. Nói cách khác, khi bạn mua cổ phiếu của một công ty, ví dụ Apple hoặc Amazon, thì bạn sẽ sở hữu một phần nhỏ của công ty đó. Số lượng cổ phiếu mà bạn mua còn được gọi là cổ phiếu hoặc là cổ phiếu của bạn. Khi giá cổ phiếu tăng, giá trị cổ phiếu của bạn tăng lên và lợi tức đầu tư của bạn cũng vậy. Để mua cổ phiếu của công ty, nó phải được giao dịch công khai trên thị trường chứng khoán. Stock market basics. There are a few things every investor should know before entering the stock market. When you master these basic principles, you will be able to make wiser investment decisions. What is a stock? A stock is a type of security that gives investors, also called owners or stockholders, a share of ownership in a company. In other words, when you buy a stock in a company, i.e. Apple or Amazon, you then own a tiny piece of that company. The number of stocks you purchase is also called your share or shares. When the stock price goes up, the value of your shares increases and so does the return on your investment. In order to buy a company stock, it has to be publicly traded on the stock market. Thị trường chứng khoán là gì? Đó là một mạng lưới giao dịch kinh tế rộng lớn, nơi mà người mua và người bán trao đổi cổ phiếu với nhau. Khi mọi người đề cập đến thị trường chứng khoán đi lên hoặc đi xuống, họ thường gần đề cập đến một trong những chỉ số thị trường chứng khoán như chỉ số Dow hoặc chỉ số S&P 500. Cách thức hoạt động của thị trường chứng khoán. Và bây giờ bạn đã biết cổ phiếu là gì, thị trường chứng khoán là gì và môi giới là gì. Hãy cùng nhau thảo luận về cách tất cả chúng hoạt động cùng nhau. Đây là cách mà thị trường hoạt động. Khi một công ty niêm yết cổ phiếu ra công chúng, giá cổ phiếu ban đầu do ngân hàng đặt ra dựa trên giá trị của công ty và nhu cầu của các nhà đầu tư tổ chức. Sau khi công ty được niêm yết, giá cổ phiếu của nó được thiết lập bởi cung và cầu cơ bản. Càng nhiều nhà đầu tư muốn mua cổ phần của một công ty thì giá cổ phiếu của công ty càng cao và ngược lại. What is the stock market? It's a vast network of economic transactions where buyers and sellers trade stocks with one another. When people refer to the stock market going up or down, they are often referring to one of the major stock market indexes such as the Dow Jones Industrial Average, referred to as the Dow, or the S&P 500. How the stock market works. Now that you know what a stock is, what the stock market is, and what a brokerage is, let's discuss how they all work together. This is how the market works. When a company goes public, its initial stock price is set by a bank based on the company's value and demand from institutional investors. After the company is public, its stock price is set by basic supply and demand. The more investors who want to purchase a piece of the company, the higher its stock price goes and vice versa. Hiểu và nắm vững các nguyên tắc cơ bản của thị trường sẽ cung cấp cho bạn nền tảng để thành công. Bạn sẽ không chỉ tìm hiểu những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán, bạn sẽ hiểu được cách thị trường thực sự hoạt động.
Chỉ riêng thông tin này có thể giúp bạn tránh khỏi nhiều sai lầm đắt giá nhất mà các nhà đầu tư mới mắc phải khi tham gia thị trường chứng khoán. Bạn sẽ có cái nhìn sâu sắc về những động lực thực sự của sự thay đổi thị trường khi chúng tăng và giảm. Bạn sẽ được trang bị để xử lý các biến động thị trường để không bị bất ngờ trước những thay đổi đột ngột của thị trường. Bạn thậm chí sẽ học các kỹ thuật để giúp dự đoán những thay đổi trong tương lai để bạn có thể bảo vệ tiền của mình thoát khỏi sự suy thoái của thị trường. Vì vậy, tất cả những gì bạn phải làm là chọn con đường thu lợi nhuận cho riêng mình. Understanding and mastering the basic principles of the market will provide you with a foundation for success. Not only will you learn the basics of the stock market, you'll have an understanding of how the markets actually work. This information alone can save you from many of the most costly errors new investors make when entering the stock market. You'll will even learn techniques to help predict future shifts so you can protect your money from downturns in the market, so all you have to do is choose your own path to profits. Dưới đây là các loại cổ phiếu chính mà bạn nên biết: cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi, cổ phiếu vốn lớn, cổ phiếu vốn trung bình, cổ phiếu vốn nhỏ, cổ phiếu nội địa, chứng khoán quốc tế, chứng khoán phát triển. Sự khác biệt chính giữa cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu phổ thông là cổ phiếu ưu đãi không có quyền biểu quyết cho cổ đông, trong khi cổ phiếu phổ thông thì có. Cổ đông ưu đãi có quyền ưu tiên hơn về thu nhập của công ty, nghĩa là họ được trả tiền cổ tức hoặc là tiền lời trước cổ đông phổ thông. Here are the major types of stocks you should know: common stock, preferred stock, large cap stocks, mid cap stocks, small cap stocks, domestic stock, international stocks, growth stocks. The main difference between preferred and common stock is that preferred stock gives no voting rights to shareholders while common stock does. Preferred shareholders have priority over a company's income, meaning they are paid dividends before common shareholders. Okay, tạm dịch cash dividend là cổ tức tiền mặt nghe bà con. Vậy cổ tức tiền mặt là gì? Cổ tức tiền mặt là việc phân phối quỹ hoặc tiền được trả cho người sở hữu cổ phiếu nói chung như một phần của thu nhập hiện tại hoặc lợi nhuận tích lũy của công ty. Cổ tức tiền mặt được trả trực tiếp bằng tiền chứ không phải trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc các hình thức có giá trị khác. Vậy ai đủ điều kiện để nhận được cổ tức tiền mặt? Công ty xác định tất cả các cổ đông của công ty vào ngày định trước trong năm. Để đủ có điều kiện nhận cổ tức, bạn phải mua cổ phiếu ít nhất 2 ngày làm việc trước ngày ghi nhận. Vậy tại sao các công ty trả cổ tức bằng tiền mặt? Nói một cách đơn giản, cổ tức là một cách để công ty chia sẻ lợi nhuận của họ với các nhà đầu tư. Các công ty có thể sử dụng cổ tức để thưởng cho các nhà đầu tư và lôi kéo họ tiếp tục. Nhưng để một công ty chia sẻ lợi nhuận với các nhà đầu tư thì công ty đó thực sự phải có lợi nhuận trước đã. Không phải tất cả các cổ phiếu đều có cổ tức tiền mặt nha bà con. Vì vậy hãy lựa chọn một cách khôn ngoan. What is cash dividend? A cash dividend is the distribution of funds or money paid to stockholders generally as part of the corporation's current earnings or accumulated profits. Cash dividends are paid directly in money, as opposed to being paid as a stock dividend or other form of value. Who is eligible for cash dividend? The company identifies all shareholders of the company on what is called the date of record. To be eligible for the dividend, you must buy the stock at least 2 business days before the date of record. Why do companies pay cash dividends? Simply put, dividends are a way for companies to share their profits with investors. Companies can use dividends to reward investors and entice them to stick around. But for a company to share profits with investors, it must actually have profits to share. Not all stock have cash dividends, so choose wisely. Hello, hi, chào mọi người. Chắc là phải mình tạm biệt cái video này nha. Hy vọng mọi người tìm thấy được những thông tin bổ ích khi mà coi cái chương trình YouTube của mình. Nếu có câu hỏi gì, một lần nữa là cho đặt câu hỏi, mình sẽ cố gắng hết sức để trả lời. Chào mọi người một ngày vui vẻ. Hẹn gặp lại trong những video kế tiếp. Ok, xin chào.